Sáng nay, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 25 Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Trong tháng 7 năm 2023, các cấp các ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhận định trong tháng 8, tình hình thiên tai, bão lũ có thể diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đề xuất các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các cấp các ngành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện theo nghị quyết số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Nghị quyết số 142 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.